Trên các báo sáng nay có những nội dung nào đáng chú ý? Mời quý vị tiếp tục cùng chương trình ngày mới cập nhật. Trong đó, bài phỏng vấn cần tiếp sức cho hàng Việt trên sàn thương mại điện tử là nội dung đáng chú ý của phóng viên báo Tuổi Trẻ với ông Nguyễn Xuân Hùng, trưởng ban Logistics, Hiệp hội Logistics Việt Nam. Theo ông Hùng, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của Trung Quốc rất phát triển nhờ các kho hàng được bố trí dọc biên giới với các nước. Quá trình xử lý đơn hàng nhanh chóng, hàng hóa thương mại điện tử dưới 1 triệu đồng được miễn thuế và đóng thuế nhập khẩu, khiến hàng hóa Trung Quốc có nhiều lợi thế cạnh tranh so với hàng hóa trong nước. Cùng với đó, quy trình logistics được chuẩn hóa và tự động hóa cao, giúp giảm thiểu sai sót và tăng năng suất trong quá trình vận hành. Để cạnh tranh và chiếm ưu thế trên sân nhà, chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, ông Hùng cho rằng cần tiếp sức cho hàng Việt trên sàn thương mại điện tử. Trước hết, cần điều chỉnh và hoàn thiện khung pháp lý để hỗ trợ sự phát triển của kho ngoại quan thương mại điện tử, đồng thời đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng logistics. Cũng theo chuyên gia này, Việt Nam cần tập trung vào việc chuẩn hóa quy trình sản xuất và vận hành, khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác với các công ty công nghệ để tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Ngoài ra, sự hỗ trợ từ chính phủ về thuế và chi phí đất đai cũng là yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp có thể đầu tư mạnh mẽ hơn vào hạ tầng logistics. Bài viết Quỹ bảo hiểm thất nghiệp thu chi thế nào trên báo VN Express cho độc giả cái nhìn cụ thể về hoạt động của quỹ này trong những năm qua và một số đề xuất mới trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Bài viết thông tin chính sách bảo hiểm thất nghiệp bao phủ khoảng 31,6% lực lượng lao động. Năm 2023, tiền thu chạm mốc 23.000 tỷ đồng, gấp 6,6 lần so với 2009. Kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp cuối năm 2023 đạt 59.300 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm, 826.000 người nhận trợ cấp thất nghiệp. Chi trợ cấp thất nghiệp mỗi năm khoảng 10.000 tỷ đồng, năm sau cao hơn năm trước. Trao đổi với báo VN Express, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã phần nào trở thành giá đỡ của người lao động và cả chủ sở hữu lao động, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế. Luật hiện hành chưa bao phủ hết quan hệ lao động, quy định cứng về mức đóng, chưa linh hoạt trong thực thi chính sách trước các cú sốc với thị trường lao động. Chính vì vậy, hiện nay, Ban soạn thảo luật việc làm sửa đổi đề xuất mở rộng các nhóm lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp linh hoạt. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị nâng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp lên 75% thay vì 60% như hiện hành. Dự thảo luật việc làm sửa đổi đang được Bộ Tư pháp thẩm định và dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 10 năm 2024. Trong dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất 189 hành vi, nhóm hành vi bị trừ điểm giấy phép lái xe. Mức trừ dao động từ 2 đến 12 điểm tùy vào lỗi vi phạm và nếu bị trừ hết số điểm, phải sau 6 tháng tài xế mới được thi để phục hồi số điểm. Báo Giao thông có bài ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, các doanh nghiệp vận tải về vấn đề này. Trong bài viết đề nghị cân nhắc mức trừ điểm tài xế xe vận tải, Báo Giao thông cho biết các chuyên gia doanh nghiệp dịch vụ vận tải đồng tình với việc trừ điểm giấy phép lái xe để tăng tính răn đe, nâng cao ý thức, song cũng đề nghị nghiên cứu kỹ mức trừ điểm đối với lái xe kinh doanh vận tải sao cho phù hợp hơn. Ví dụ các lỗi chỉ liên quan về thủ tục hành chính trong kinh doanh vận tải không nên bổ sung trừ điểm giấy phép lái xe. Các đơn vị vận tải cũng đề xuất nên rút ngắn thời gian phục hồi bằng lái thay vì 6 tháng như đề xuất hiện tại. Người Việt suy thận vì ăn mặn, uống ngọt là bài viết về một thực tế đáng lo ngại của người Việt hiện nay của báo Dân Trí. Bài viết dẫn chứng hàng loạt bệnh viện khắp cả nước quá tải về số lượng bệnh nhân suy thận phải lọc máu tăng lên những năm qua. Theo tìm hiểu của báo Dân Trí, 10 năm trở lại đây, 60% bệnh nhân suy thận do biến chứng của bệnh lý huyết áp và đái tháo đường. Đây cũng là hai bệnh lý liên quan đến lối sống thiếu lành mạnh. Bộ Y tế nhận định, nguyên nhân chính của sự gia tăng các bệnh lý này là do thay đổi nhanh chóng trong lối sống và thói quen ăn uống của người dân, bao gồm sự chuyển đổi từ thực phẩm truyền thống sang thực phẩm chế biến có nhiều chất béo, muối và đường. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, thực hiện lối sống lành mạnh, giảm mặn, giảm ngọt là điều cần đặc biệt chú trọng để ngăn chặn các bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường.